Chào mừng các bạn quay trở lại với video. Thì trong video lần này thì mình sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn Phạm Ninh Giang là cần tính hệ số ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết vào cột A1. Thì ok, ở đây thì chúng ta sẽ cùng mở Excel lên và chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp này. Ok, sau khi xong ấy thì đầu tiên cái cột này nó chính là cái cột về thông tin, được chưa? Cái sheet này. Cái sheet tiếp theo chính là ở đây chính là cấu hình, được chưa? Ở đây sẽ có phần tháng, được chưa? Tháng chúng ta sẽ bắt đầu từ 1 đến tháng 12, được chưa? 1, 2 và mình sẽ kéo từ trên xuống dưới, được chưa nhỉ? 12 tháng rồi. Năm nào cũng thế và ở đây sẽ là ngày bắt đầu. Ngày bắt đầu. Ngày kết thúc. Ok chưa? Để chúng ta sẽ tính được ra phần công chuẩn, ok ạ? Thông tin, ví dụ sẽ là công ty của mình là tên công ty. Ok chưa nhỉ? Ở đây tên công ty mình sẽ đỡ phải đánh, mình copy luôn GTO Việt Nam. Ok chưa? Địa chỉ. Địa chỉ thì ở đây mình sẽ lấy luôn, ok. Và ở đây để nhanh mình sẽ ghi năm là 2022. Và riêng cái cột này mình sẽ đổi thành năm TC. Được chưa nhỉ? Ok ạ, cấu hình này. Thì bây giờ ở đây ngày bắt đầu và ngày kết thúc của một tháng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm dates. À, years thì chắc chắn chính là cái năm TK kia mình đặt tên rồi. Tháng chính là months ở đây và đây chính là một, được chưa nhỉ? Ok ạ, chúng ta đã xong một cái ngày tháng, ok chưa ạ? Và tiếp tục này với ngày kết thúc sẽ bằng EO months. EO months của cái này phải không? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Và chúng ta sẽ đổi cái định dạng này sang định dạng ngày tháng short date. Ok chưa? Và đây nó sẽ có cái phần công chuẩn tùy theo công chuẩn. Ok ạ. Ok ạ. Công chuẩn ở đây thì chúng ta sẽ có một phần nữa là lễ Tết. Lễ Tết. Ok ạ. Ví dụ một ngày là 01/01/01/2022. Đây chính là một ngày lễ Tết, được chưa? Và cái phần công chuẩn này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Nó sẽ có một hàm là next work day. Được chưa? Start date chính là ngày bắt đầu này. Ngày kết thúc này, phải này. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào các số như sau: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, được chưa nhỉ? Phải. Và chúng ta sẽ truyền tiếp vào cái phần lễ Tết này. Ở đây mình sẽ để như sau, được chưa? Có nghĩa cái công chuẩn của chúng ta hiện tại đang là 25 công, được chưa nhỉ? Tháng 8 trừ đi ngày chủ nhật còn 24 công. Nếu bạn nào làm nửa ngày thứ bảy thì các bạn sẽ có các cái phương pháp tương tự, được chưa? Phần này mình sẽ em bốn lại, được chưa nhỉ? Ctrl D để mình lấy được phần công chuẩn. Ok chưa? Và tương tự nhé, nếu mình gõ 02/01/2022 vào đây thì công chuẩn ở phần này nó xem nó có thay đổi như thế nào nhé. 02/01, ok. Ok này. Start holiday này. H2 đến H24 này. Ok, đây mình xem lại này. Công chuẩn này. Ok, đây mình xem lại này. Là 4, 5, 6. Ok, 4 ngày chủ nhật, đúng rồi. Ok, ở đây tại sao cái ngày này nó không ra kết quả thì chúng ta sẽ thử với hàm weekday nhé. Weekday xem. Ok, nó chính là vào ngày chủ nhật nên nó không có cái phần kết quả đó, được chưa nhỉ? Và bây giờ này nếu mình đổi cái này thành ngày mùng 3 thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nó sẽ đổi cái công chuẩn xuống 23 xuống còn 24. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo bảng chấm công, được chưa nhỉ? BCCT1, được chưa nhỉ? Để tạo bảng chấm công nhanh ấy thì mình sẽ chỉ việc có tháng vào đây thôi ạ. Ok chưa ạ? Tháng ở đây ví dụ như là tháng 1 chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng tools để mình tạo nhá, cho nó nhanh. Thì cái phần này do các bạn được học rồi, để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ dùng tool mình tạo, được chưa nhỉ? Đây ạ, trong cái phần công thức hay này thì nó sẽ có cái phần tool, được chưa nhỉ? Định dạng này. Ok, mình sẽ xem này, tách chuỗi này, tìm dòng chuỗi điều kiện này, tổng hợp lương này. Tách chuỗi này. Ok, ở đây chưa? Đây đếm công này, định dạng này. Ok, tạo lịch đây. Đây. Và mình sẽ click vào đây để mình xuất ra Excel và mình sẽ chọn cái ô này đi.
Ok, thì cái công thức nó đã về lưu rồi thì ok, mình sẽ sửa lại tạo lệnh để B1 chính là 5, thì đây là 5 TK, B2 thì ở đây nó là B1, được chưa nhỉ? VNI, ok, thứ bảy nhật thứ hai, ok, xong phần này này, T tạo lệnh này, ok, thì đây chính là cái ô đầu tiên nữa, ok nhỉ? Ok, đây chính là cái ngày chúng ta sẽ ẩn đi, thì mình sẽ copy cái ô này lên trên bằng ra đây, mình sẽ ẩn đi, được chưa nhỉ? Và cái dưới này thì mình sẽ có là DD thôi ạ, để nó tạo ra hai cái stack thôi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh này, nếu cái này bằng 1, được chưa nhỉ? Nếu cái này bằng 1 này, so sánh giữa cái này và vùng lễ test, nếu nó bằng 1, được chưa nhỉ? Bằng này, cao if này, được chưa nhỉ? Cao if này, có phải range ở đây chính là cái phần cấu hình này đúng không ạ? Mình sẽ cho đến H24 đi, E4 này, phải này, bằng chính cái này, bằng chính cái này, được chưa nhỉ? F4, được chưa nhỉ? Nếu cao if của cái này bằng 1, if của cái này bằng 1, bằng 1, phải LT, được chưa nhỉ? Còn lại mình không cần ghi, được chưa nhỉ? Được chưa? Và đây chính là cái công thức fail nó trả ra. Vậy thì cái fail này thì mình sẽ trả ra giá trị là nháy nháy, phải nháy nháy, được chưa nhỉ? Đây chính là công thức chúng ta trả ra. Ok, được chưa nhỉ? Đến ngày 31 rồi ạ, xong rồi ạ. Và mình sẽ xóa cái này đi. Cái phần này mình sẽ cho nó nhỏ lại một xíu, được chưa nhỉ? Ok, ok. Cái phần ô này mình không cần, mình ẩn đi, hide đi, hide đi, được chưa nhỉ? Cái phần này mình cũng có thể hide đi luôn, được chưa nhỉ? Hiện tại mình sẽ để đấy, được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ tạo bảng chấm công này. Thì cái phần này chính là, ở đây mình sẽ insert thêm một dòng nữa để cố định nhìn cho đẹp đi. Đây nhá, cái đoạn này thì sẽ là ngày trong tháng, đúng chưa nhỉ? Ngày trong tháng, được chưa? Ngày trong tháng, được chưa? Thì ở đây nó sẽ là bằng ngày trong tháng và cái này thì sẽ là tách đi, phải không không, được chưa? Ngày trong tháng 1, đang chuẩn bị, ok, xong ạ. Thì ở đây mình sẽ in đậm nó lên một xíu đấy ạ, không có vấn đề gì ạ. Ok, đó, Excel đang bị lỗi. Ok, đến đây rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chấm công này. Nếu khi các bạn chấm cái dấu x vào đây ấy, thì mặc định là chúng ta sẽ có các cái công ở đây. Thì ở đoạn này mình sẽ điền này, phần này là tổng cộng này, tổng này, được chưa nhỉ? Tổng cộng này. Và đây sẽ là các cái loại ký hiệu, ví dụ như là x này, x trên 2 này, p này, phép này, kp này, được chưa nhỉ? Chấm, được chưa nhỉ? Và các loại này chúng ta sẽ tính cho ngày lễ hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ tính với cái này. Chúng ta sẽ sử dụng một hàm là sum product hoặc là sum ifs. Thì cái điều kiện ở đây là gì? Nếu cái này bằng ngày lễ Tết thì chúng ta sẽ nhân như sau. X, và ở đây chúng ta sẽ chia ra là ngày thường này, ngày chủ nhật và ngày lễ Tết nhé. Ok chưa? Trong cái x này mình sẽ chia ra luôn như thế này cho nó dễ này. X này, với cái này là ngày lễ Tết này, với x này là ngày chủ nhật này, và với x này không có gì là ngày thường, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ chia ra hệ thống số để chúng ta tính. Và công thức ở đây thì mình sẽ sử dụng sum ifs. Đầu tiên sum range sẽ là cái vị trí cần tính, hoặc chúng ta sử dụng hàm cao ifs đi, cao ifs để nó đếm được chính xác. Cao ifs, được chưa? Đầu tiên là career range thì chính là cái này, được chưa nhỉ? F4 này, phải cái vùng này bằng LT là lễ Tết, ok chưa ạ? F4 luôn, phải này. Tiếp tục này, cái này F4 này, và chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới, đúng không nhỉ? Phải này, với điều kiện này là x, đúng chưa? F4, được chưa? Có phải với cái giá trị này thì chúng ta sẽ nhân với lại bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Tương tự này, chúng ta sẽ kéo sang bên phải này này, được chưa nhỉ? Và bây giờ này thì chúng ta sẽ di chuyển cái A3 này, AF3 này, thì nó sẽ thành AK3, được chưa nhỉ? Và tương tự cái phần này cũng là AK4, được chưa nhỉ? Ok ạ, xong chưa ạ? Và nếu cái này ngày này x này có ngày chủ nhật, được chưa nhỉ? Ok, x chủ nhật CN, chúng ta sẽ xem này. Ok, ở đây nó sẽ có một điều chúng ta thay đổi một xíu, là cái vùng này này, vùng chọn này này,
nó không phải là AD1 đến AH1 nữa, mà nó chính là cái vùng này. Được chưa nhỉ? F4, được chưa nhỉ? Enter này, ok. Một công chúng ta bỏ đi này. Và tương tự cái công này thì các bạn sẽ biết là cái này sẽ nhân với bao nhiêu phần trăm nhỉ? 390%, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tính được ra cái số lượng công của chúng ta. Được chưa nhỉ? Nếu với x/2 các bạn cũng chia ra tương tự thôi ạ. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ tự động tính được. Và chúng ta sẽ chia nốt ra là cả công ngày thường và công của ngày, của đêm. Đúng chưa nhỉ? Ok ạ, xong cái phần này xong này. Và ở đây thì mình sẽ copy cái này bằng ở đây. Cái phần này thì thực ra là các bạn cũng có thể thu thành một công thức được. Nhưng để cho các bạn hiểu thì mình sẽ để công thức như sau. Được chưa nhỉ? Đây là AL. Được chưa nhỉ? Ok chưa ạ? Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ trừ đi, trừ đi toàn bộ của sum của hai cái này. Ok chưa ạ? Bởi vì là chúng ta đâu có tính cái phần lần trước đâu ạ. Chúng ta chỉ đếm cái này với giá trị lợi ích thôi. Nhưng chúng ta sẽ trừ đi cái phần lần trước này. Ok chưa ạ? Được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ nhân cái này với 390%. Được chưa ạ? Cái ngày này chúng ta sẽ sao này, sao với lại 390 này, phần trăm này, là bằng 3.9. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Và cái này này chúng ta sẽ cộng, ok, bằng cao if này của cái này này, với điều kiện, ok, với nhiều điều kiện khác nữa, với cái này này, các chủ nhật này, và với cái tiếp trên này khác lễ Tết nữa. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Thì cái phần này nhá, cái phần này chúng ta sẽ đưa ra cách giải quyết như nào nhỉ? Ok nhá, ở đây ví dụ làm cái này có được 3.9 công. Ok, cái này chưa có công nào. Ok, phải này. Phải này. Ok, vậy thì ở đây nó sẽ vướng cái trường hợp này. Vậy thì cái phần này chúng ta sẽ LT này, phải này. Chúng ta sẽ thực hiện tất cả các cái điều kiện ở trên này, phải if này. Cái này. Được chưa nhỉ? D5 này chúng ta sẽ di chuyển này. Bằng C nào. Bằng C nào. C nào. Phải. Chúng ta sẽ đưa ra cái giá trị là chủ nhật. Phải. Cái nháy. Chưa nhỉ? Chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ kéo này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cao ít với cái phần trăm ở trên này. Được chưa nhỉ? Và tương tự cái này này. Mình sẽ copy cái này cho nhanh nhá. Copy nhá. Bằng này. Sao if này, cái này nó không bằng lễ Tết nữa mà nó bằng AK, AK3 này, và cái này sẽ là AK4, được chưa nhỉ? Ok, không thì bây giờ mình sẽ x vào đây, đánh một dấu, được chưa nhỉ? Cái này không phải nhân với lại 390% nữa, mà theo phần trăm của bạn, được chưa nhỉ? Ở đây, ok, ví dụ như cái này mình sẽ nhân với lại 150%, ok, được chưa nhỉ? Và cái phần này này, mình sẽ không nhân như thế này nữa, được chưa nhỉ? Và mình sẽ để cái này này, ok này, T1 này, và cái này AK3 thì ở đây cái đoạn này mình không có này, thì ở đây mình sẽ cho giá trị ở đây, phải, cái này thì sẽ là AL, được chưa nhỉ? Không này, bây giờ mình đánh dấu một ngày bất kỳ đi, dụ như thứ ba này đi. Ok, x này. Ok, cái này không ra này, không có giá trị này, thì AL3 này bằng dấu nháy nháy này. Ok, ở đây thì mình có thể mình đổi cái này thành LT. Ok, và mình sẽ kéo lại cái phần này. Ok, và mình bây giờ mình sẽ ặt cái phần này đi, hai đi. Cái này mình sẽ đổi thành chữ màu trắng. Và cái này sẽ là LT. Ok, nó sẽ ra được. Cái này sẽ không nhân được cái gì. Được chưa nhỉ? Ok, và bây giờ chúng ta đã có hệ số của từng ngày rồi. Và căn cứ vào cái chỗ này thì mình sẽ sum của toàn bộ phần này. Được chưa nhỉ? Thì cái công này của các bạn có thể bị lẻ. Được chưa nhỉ? Do chúng ta tính được cái hệ số này. Được chưa nhỉ? Đây, ngày thường. Ví dụ, ở đây, ngày này là lễ Tết. Đúng chưa nhỉ? Thì mình sẽ thêm dấu x ở đây chẳng hạn ạ. Thì nó sẽ nhân lên thành 10.03 công. Và nó tự động nhân với cái số lượng tương tự với cái phần các bạn viết với cái công thức sử dụng của cái ca đêm. Thì các bạn sẽ thêm bảng chấm công của ca đêm với từng nhân viên ở bên này. Ở đây nó chính là mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ. Được chưa nhỉ? Đây ạ, mã nhân viên, tên nhân viên,
sư phụ. Ok chưa ạ? Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Và đây thì nó sẽ có là NV01 nhân viên A. Nhân viên A. Sư phụ là NV, được chưa nhỉ? Và tương tự các nhân viên khác cũng cứ thế, các bạn kéo dài xuống là A1, A2, A3 gì đó, được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ thực hiện chấm công thì cái này các bạn sẽ Ctrl D xuống dưới ạ, được chưa nhỉ? Ctrl D. Thì cái phần này thì các bạn sẽ chấm, ví dụ như ở đây mình chấm một dấu x chẳng hạn ạ, được chưa nhỉ? 1,5 công này, được chưa nhỉ? Và mình sẽ chấm vào ngày thường chẳng hạn là x này, được chưa nhỉ? Đây ạ, x ạ. Và mình sẽ check lại cái phần ngày thường này xem kết quả nó đúng chưa. Ok, AL, ok ạ. Ở đây cái phần này AL4 này, AL3 này mình không có cố định lại, và mình sẽ Ctrl D lại, được chưa nhỉ? Ok chưa ạ? 1 công này, và tương tự này, cái ngày thứ 6 mình chấm 1 này, được chưa nhỉ? 2 này, và ngày lễ Tết mình chấm 1 nữa này. Thì cái kết quả đã tự động thay đổi theo cái phần trăm. Hoặc các bạn nếu mà các bạn muốn thay đổi auto, thay đổi ở đây thì các bạn có thể sao với những ngày lễ Tết này, được chưa nhỉ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.